Mày đi đâu đó? Đi đâu kệ em, anh tránh ra đi. Mày tưởng đi chém lộn là hay lắm phải không? Mày có chém ai chưa? Có thấy người ta bị chém chưa? Nhưng mà anh biết anh em đang cần mình mà. Còn cãi nữa hả? Một người nằm xuống, không phải chỉ riêng cái thân xác nó bị đau đớn, hiểu không? Từ nay trở đi, tao không muốn nghe mày nói tới chuyện chém giết nữa, biết chưa? Thằng em tao có lỗi, nhưng ở đây có thằng nào không có lỗi không? Ngay cả tao với mày. Mày nói như vậy là xong chuyện hả? Tao sẽ xử nó. Mình đánh nhau tội cho anh em. Mày muốn thì cứ ra giá đi. Tao tưởng mày kéo cả đám ra đây để đánh tao. Ai về đâu mày cũng biết sợ. Được rồi, nếu mày đầu hàng và rút đi khỏi Chợ Lớn, tao sẽ tha cho mày. Mày muốn lấy Chợ Lớn? Tại sao không? Tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày đó. Má mày! Tao cũng không có nói chơi. Tao khuyên mày nên gật đầu. Giết nó! Mày đi kiếm thằng kia cần cầu cho tao. Ô nhiễm nhau anh. Kiếm đây nè. Dạ. Mày chém mày chết mẹ mày bây giờ.
Anh hai, đâu? Đâu theo. Đứng lại.